chú. Chào cô chú. Chào cô chú. Chào cô chú. Chào cô chú. Các em tập trung dọn một mồi chiếu gói đây nha. Dạ. Long Nhi Đường thì thành lập nay đã hơn 15 năm, thì các bạn ở trong Long Nhi Đường đa phần là những bạn có hoàn cảnh khó khăn. Một số bạn thì mồ côi cha, có một số bạn thì mồ côi mẹ, có một số bạn thì mồ côi cả cha lẫn mẹ, và vẫn có một số bạn vẫn còn gia đình người thân. Nhưng mà các bạn do hoàn cảnh khó khăn quá nên được tập hợp ở lại Long Nhi Đường chăm lo cho các em từng bữa ăn uống và cho các em cấp sách đến trường đi học, và dạy cho các em có cái nghề múa lân. Đến thời điểm này á, thì là hiện tại là cũng gần được 30 em, 26 em ở trực thuộc, còn những em còn lại thì có nhà cửa để về. Tôi luôn luôn lúc nào cũng đề cập là cái đạo đức của con người phải là chính, nên luôn luôn lúc nào cũng dạy cho các em từ cái mà lễ phép, cấm các em hút thuốc, cấm không cho các em xăm mình. Từ đó thì các em đã được vô khuôn khổ và rất là nghe lời, rất là ngoan. Từ nhỏ là em sống chung với ông bà, lớn lên đó thì được ba rước về nuôi. Rồi nhưng mà em vẫn còn ở sống chung với ông bà. Về sau này khoảng chừng 3 năm nay thì ông bà em mất hết. Thì em quay lại Long Nhi Đường, em ở chung với các em ở đây. Khen thưởng bạn Tuấn Anh là vận động viên đầu của đã đạt giải quán quân vừa rồi, đã mang thành tích lớn về cho đoàn. Là ba con đi làm bỏ con vô đây đi múa, mẹ thì bỏ đi sống với ba. Mấy ngày thi giải Cần Thơ thi chung với đội được giải quán quân, rất là vui. Tại lần đầu tiên em được giải quán quân. Giờ ở đây con thấy rất là vui. Ba Nam với các anh rất là thương con. Lâu lâu con về thăm nhà, ba Nam chở con về. Dạ, nếu mà 5 năm trước á, mà em không có được về đây á, thì tới thời điểm hiện tại thì chắc em cũng là một người cũng quậy phá, thì cũng đua đòi, cũng ham chơi, không có lo học hành, rồi cũng sẽ trở thành một con người của tệ nạn xã hội. Người ta nói mình lo chuyện bao đồng rồi, cũng giống như là lo cho các em vậy rồi không nghĩ tới cái tương lai cho mình. Người ta nói là một chuyện, nhưng mà nhiều khi mình về á, mình vừa bước đi làm về, cái con nhỏ nó đưa cái gói nó đặt lên đầu mình, nó nói là bá ơi, bác ngủ, bá nghỉ ngơi đi, rồi một lát rồi con đấm bóp cho bá cho. Thì nhiêu đó thôi là đối với tôi nó cũng là một cái hạnh phúc lớn.